Hello quý anh chị, mến chào quý anh chị quay trở lại với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn nha. Giá khoản tài chính là quanh tầm 120 đến 150 triệu là quý anh chị đã có thể sở hữu ngay một con xe 5 chỗ nhỏ gọn, số tự động, hatchback cỡ A, được khá là nhiều quý anh chị tin dùng luôn. Tại vì thiết kế thì chưa chắc là đẹp, nhưng mà về cái độ êm ái và vận hành á thì nên cân nhắc con xe nha. Tại vì ăn chắc mặt bền thì nên nghĩ về Toyota, tại vì thương hiệu đã khẳng định trên thị trường khá là nhiều rồi. Đấy, mua về dùng lâu dài, mua đi gia đình hoặc là đăng ký kinh doanh dịch vụ đều rất là hợp lý luôn. Đấy, thì gia đình mới có con nhỏ hay là mới lần đầu sử dụng xe thì nên cân nhắc con xe nha. Nhỏ gọn lúc phố khá là tiện luôn. Đấy, thì trước mắt quý anh chị đây là một con Toyota Vigo phiên bản 1.2 số tự động đời 2019 nha quý anh chị. Đấy, đời 2019 mà anh chủ này đi khá là ít nha. Thì xíu em dạm quay đồ ô đô nội thất cho anh chị xem. Đấy, lên khá là nhiều tem mát luôn. Thì này là do cái sở thích của ảnh. Bản City 2GS như là bản GS nha anh chị. Giờ em sẽ ba dọn rửa đây. Tháo ra về zin hết. Chén cửa hay gì á, về zin hết. Tại vì vừa về là muốn lên sóng liền để phục vụ anh chị, là cân nhắc là người đầu tiên xem xe đúng cái bản chất xe như này luôn. Đấy, có bụi nè, có sình nè, thì bên em sẽ spa lại nha. Đầu tư mấy cái vấn đề này không có gì, tại vì chủ yếu là đúng cái bản chất xe để quý anh chị dễ cân nhắc nha. Vỏ là vỏ Ecovia, đắp lớp đây, đắp lớp là tầng thứ 10 của năm 2019, mâm là mâm mâm 14 nha. Phanh đĩa trước, phanh sau đang trống. Độ gây gió này thì nghĩ đi đâu đó khoảng tầm 40.000 50.000 cái mét bình thường nha. Sơn si thì màu màu cam liền lạc đồng mờ trực chứng là sao, rất là bóng bẩy luôn. Dán tem này thì cái màu ở trong nó còn giữ khá là tốt nha quý chị, nên là không có bị xuống màu nhiều. Có cam lùi sẵn, có cảm biến lùi. Bản 1.2 bản G, 1.2 số tự động bản G. Quay sơ phần gầm bệ cho quý vị xem sơ quan lược luôn. Chưa có dấu hiệu rỉ sét nha. Xe mang biển thành phố 51G nha quý chị. Xe mang biển 51G thì tiết kiệm 20 triệu tiền sang tên đổi chủ nếu như anh chị hộ khẩu ở Sài Gòn nha. Thường cho những con xe nhỏ nhỏ như thế này thì khá là nhiều anh chị quan tâm về cái biển số, tại vì để nó tiết kiệm chi phí mình làm xe nó có 200-300 triệu và tiết kiệm 20 triệu cũng là một con số khá là đáng kể nha. Đấy, có thì gọn gãy sạch sẽ. Hay khó chặt. Đây. Đầu ngày con đội đã quay bánh xích cua là chưa dùng một lần nào luôn nha chị. Khá là mới luôn, chuẩn bị giữ gìn kỹ, chưa hạ luôn. Động cơ 1.2 lít thì cho ra công suất đó 88 mã lực, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Làm quanh mức nó hao nhiên liệu 4 lít 3 đường ngoài đô thị, 5 lít 3 đường kết hợp và 6 lít 8 đường trong nô nha. Khá là tiết kiệm được bền bỉ chi phí bảo trì bảo dưỡng ghẻ. Vận hành êm ái. Đến thăm khoản tốt. Ghế da nè, ghế này thì nghĩ là đã lên bộ ghế da bọc nâu này mới nha, có lót thảm sàn sẵn chằng bọc 5D. Có gắn luôn cái đèn. Đi gia đình nên là anh chủ này trang bị khá là nhiều đồ chơi luôn nha anh chị. Đây. Nè, da ghế tài còn sáng mới luôn. Tay lái vô lăng thì được trang bị vài phím bấm ha, điều chỉnh hàm lượng đàm thoại cánh tay, bảo trì bảo dưỡng full lực sẽ hãng luôn nha. Tại móc tiếp theo là 38.000 km. Đây, tay lái vô lăng được trang bị khá là nhiều, ô đô chuẩn 37.213 km. Sau 4 năm sử dụng thì mỗi năm đi trung bình đâu đó chưa tới 10.000 km luôn nha anh chị, khá là sử dụng luôn. Xe gia đình mà đi cà phê cà pháo dạo phố là chính luôn. Lên sẵn luôn cho anh chị màn hình co quắp này, tích hợp khá là nhiều tính năng luôn. Xem phim, lướt web, nghe nhạc, bản đồ diệt map F1 đầy đủ nha. Điều hòa trên những dòng xe Nhật Bản nó rất là mát, rất là sâu nha. Tổng thể xe nội thất gia đình rất là sạch sẽ, chủ đi giữ gìn kỹ. Em sẽ spa dọn rửa lại rồi để phục vụ quý chị có nghe một bộ hình đẹp hơn nha. Rồi, mình cùng đi vào chi tiết phần động cơ kiểm tra cho anh chị xem. Rồi, tổng cơ lên luôn trước mắt quý chị, đây là một con Toyota Vigo phiên bản 1.2 số tự động, 1.2 bản G đời 2019. Xe tiêu chuẩn ô tô hơn 37.000 km, giá hiện tại bên em đang chào bán đâu đó hơn 300. Đấy, và đặc biệt thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị vay trả góp ngân hàng thoải mái nha. Quý anh chị chỉ cần chuẩn bị trước với em đâu đó khoảng tầm 120 đến 150 triệu là quý chị đã có thể sở hữu ngay một xe 5 chỗ nhỏ gọn, hatchback cỡ A, số tự động. Đi gia đình cũng rất là hợp lý nè. Đi đăng ký kinh doanh dịch vụ đều rất là phù hợp luôn. Đấy, màu trắng và xe có màu cam, sơn si thì liền lạc tổng mờ từ trước hết sao luôn. Xe này chủ đi gia đình nên là lên cũng khá đồ chơi. Bộ tem thì em về em tháo hết, có cam lùi, có cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, màn hình đấy đầy đủ vô tư. Mua về thì anh chị chỉ cần dùng ngay, không cần phải trang bị gì thêm, thêm cách nhiệt và che mưa, nói chung là các chi tiết cơ bản thôi. Đấy, trên nhau xe nhỏ gọn và đặc biệt thì là biển thành phố nha anh chị, biển thành phố
thì tiết kiệm 20 triệu tiền thân tên đổi chủ nếu như anh chị hộ khẩu ở Sài Gòn nha. Tại vì biển thành phố thì cho một xe nhỏ gọn này tiết kiệm được 20 triệu thì con số cũng khá đáng kể nha. Quý anh chị rất là thích sở hữu một xe nhỏ gọn số tự động mà biển thành phố như này thì cân nhắc xem được video nhắc máy alo trong desktop nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho mình một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhắc máy alo trong desktop nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, dòng cao, dòng thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tự động. Gần 70 đầu xe để kể cả hai chi nhánh để phục vụ anh chị. Nhớ nhắc máy alo, em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nhất cũng như chọn xe đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của anh chị nha. Rồi, bye bye anh chị nha.